Hưởng ứng tuần lễ EVN lần thứ 7 diễn ra ngày 6 đến ngày 12 tháng 12 năm 2021 trên toàn quốc, vừa qua tại 20 Trần Nguyên Hãn, Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã phối hợp cùng với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo với thông điệp Vạn trái tim một tấm lòng. Năm 2021 là năm thứ 7 Tổng Công ty triển khai chương trình tuần lễ Hồng theo kế hoạch của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động cùng chung một tấm lòng để giúp những bệnh nhân có cơ hội được sống hoặc kéo dài sự sống bằng chính giọt máu quý báu, bằng chính tấm lòng chân thành của mình. Dự kiến năm nay, toàn tổng công ty có khoảng 3.500 đến 4.000 cán bộ công nhân viên tham gia tuần lễ Hồng hiến máu nhân đạo. Không chỉ trong tuần lễ Hồng theo phát động của tập đoàn, mà vào từng giai đoạn trong năm, tại các tỉnh thành miền Bắc, các công ty điện lực thuộc EVN-NPC cũng liên tục phối hợp cùng các tổ chức xã hội trên địa bàn để thực hiện các chương trình hiến máu nhân đạo tại địa phương. Được biết, sự kiện này đã thu hút hơn 200 người tham dự. Và tiếp theo đó, lần lượt các đơn vị trực thuộc EVN-NPC cũng tổ chức hưởng ứng hiến máu theo chương trình đã dự kiến. Đây là chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam, hưởng ứng tháng tri ân khách hàng, đồng thời cũng là một hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa khi thiên tai dịch bệnh đang diễn ra hết sức phức tạp.